đình nam 12 anh chị em, 7 nam 5 nữ được chưa? Hỏi số lượng anh chị nhiều hơn hay là số lượng em nhiều hơn? Chị, ủa, khoan từ từ nha. Khoan. Cái câu sao kỳ ta? Phải là nam nhiều hơn chứ đúng không? Nhưng mà không phải, chắc chắn là có vấn đề vào đây. Đúng, ha, cười. Tôi nói thiệt nha, bây giờ mà cắt cái đoạn hình này để hình không, không có tiếng ta tưởng nó khùng đó. Bánh quy sữa Marigold được làm từ sữa New Zealand cao cấp. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Về chơi rồi, Christy thôi. Quốc Thiên trả lời giỏi lắm á. Ghê hả? Ừ. Thôi đừng áp lực em nữa. Tôi sốt luôn rồi nè, Không muốn nghe trả lời bao nhiêu câu luôn. Thưa quý vị, phần thi của Thiện. Động vật nào dài nhất hành tinh? Con rắn, con giun hay con lương? Con dài nhất hành tinh là con hươu cao cổ chứ ta. Hươu cao cổ hả? Là cao nhất. Em nghĩ là con rắn. Không, chính xác. Cái con mà mình không nghĩ nhất đó là con giun đó. Chính xác đó Thiền. Tôi cũng nghĩ vậy đó. À, có con giun sáng. Có con giun sáng. Con giun sáng cũng không dài. Không dài đâu. Con giun dây dày. Dây dày. Nhìn nó giống y như cái dây cột dài của mình á. Nó dài 60 thước. Trời ơi, nó dẹp dẹp nữa, phải không? Tiếp tục. Giới tính của cá sấu được quyết định bởi A. Độ to nhỏ của trứng. B. Nhiệt độ ấp trứng. A. Nhiệt độ C. Đẻ trước và đẻ sau của trứng. Nhiệt độ ấp trứng. Tại vì em có coi rồi. Chính xác. Em có coi cái này rồi. Khi cái con cá sấu mà nó ốp cái trứng nó ở 33 độ sẽ ra đực hay cái? À, cái đó thì không nhớ. Hên xui đi. Như lạnh là ăn đực á, nóng hơn là ăn cái. Vậy là 33 độ lạnh lắm hay lạnh theo em? Ờ, em nghĩ là 33 độ là con đực. Đúng. Ủa, câu hỏi hả? Ờ. Trời ơi. Tôi đâu có giỡn. Tưởng anh hỏi chơi. Giờ hỏi nữa nè. Cái nhiệt độ mà của con đực á là phải từ cái khoảng 31,5 cho đến 34,5 độ C. Ừ. Vậy để ra con cái thì nó phải dưới 31 độ 5 hay nó trên 34 độ 5? Thấp hơn 31 đi là con cái. Rồi xuống, sai luôn. Cả hai đều nở ra cái nha. À, thấp hơn hoặc lớn hơn đi. Yes. Wow. Thưa quý vị, là nhiệt độ ấp trứng của cá sấu xác định giới tính của nó. Nhiệt độ ấp trứng dưới 31 độ C là cá sấu cái. Nhiệt độ cao hơn 31 độ C, trứng sẽ nở ra con đực. Nhưng mà khi nhiệt độ cao hơn 34 độ rưỡi thì nó cũng lại nở ra con cái. Ờ, trời ơi. Bắt đầu thấy nó bắt đầu chán hơi nhăn nhăn. Ờ ha, nghe một lần nha, không đọc lại nha. Ok. Đến giờ ra chơi, bé chơi bắn bi, chơi đá cầu, chơi nhảy dây. Bé uống whisky thì có sức chơi tiếp, chơi đến hết giờ chơi thì nghỉ chơi. Hỏi. Hỏi đi. Mấy chữ chơi? Cái gì? Tôi đang nghĩ đầu mấy môn chơi. Có đọc lại không? Có đọc lại không? Có đọc lại không? Đó. Không có đọc lại đi. Rồi rồi, đọc lại hồi nãy có cho Thiên lần. Đến giờ ra chơi, bé chơi bắn bi, chơi đá cầu, chơi đá dễ dây, bé uống phí xì để có sức chơi tiếp, chơi đến hết giờ chơi thì nghỉ chơi. Hỏi mấy chữ chơi? Trời ơi. Hồi nãy đọc vậy luôn hả? Đó. Công bằng á. Công bằng á. Đáng đại 8. Đúng không? Chính xác. Hôm nay tôi nói 7, tại vì tôi đã thiếu một cái chữ chơi. Thả một viên đá xuống ly nước nóng, viên đá tan không? Viên đá chắc chắn là không tan rồi. Vì cục nước đá mới là tan chứ. Lên. Gia đình nam 12 anh chị em, 7 nam 5 nữ được chưa? Hỏi số lượng anh chị nhiều hơn hay là số lượng em nhiều hơn? Chị, ủa, khoan từ từ nha. Khoan. Cái câu sao kỳ ta? Phải là nam nhiều hơn chứ đúng không? Nhưng mà không phải, chắc chắn là có vấn đề vào đây. Đúng, ha, cười. Tôi nói thiệt nha, bây giờ mà cắt cái đoạn hình này để hình không, không có tiếng ta tưởng nó khùng đó. Mười hai. Khoan nha. Khoan làm gì đâu mà khoan trời. Chẳng lẽ nó bằng nhau ta? Nhưng mà nó bằng nhau sao bằng được? À, anh quên, đúng rồi. Nhà 12 người. Khoan, bắt đầu hiểu rồi. Có ba mẹ nữa. Ba mẹ chứ. Trời ơi. Nghĩ tới ba mẹ là ngon. 12 người nè. Loại ba mẹ ra là chịu được hai người nè. Yeah, thông minh. Thấy không? Yeah. Sợt sạc. Nhưng mà cái thái độ của hai người kỳ quá à. Rồi xong vậy là nam nữ
phải bằng nhau chứ, đúng không? Đúng không? Phải, đúng rồi. Ta có 7 nam 5 nữ. Em loại cha mẹ em ra, vậy là cha mẹ là hai người nam quá. Tự đắc đó, thắng. Ngon, ta thông minh. Trí khôn của ta đây. Ta loại cha mẹ ta ra rồi. Cha mẹ ta là hai người đàn ông. Cha mẹ ta là hai người đàn ông. Nói nhanh nè. Bằng nhau. Tại sao bằng nhau? Ê, vậy là bằng nhau đúng. Bằng nhau đúng. À, giống như là người anh có 9 người em đi, người em sẽ có 9 người hồi anh. Thôi lên đi mệt ra. Oh yeah. Mệt quá. Thật ra người ta đánh lừa mình thôi. À. Nghe một lần. Nữa hả? Em xác nhận giùm anh có cái trong đề người ta có ghi chữ đọc một lần không? Dạ có. Cảm ơn em. Số liền sau số lớn nhất có một chữ số, cộng với số liền trước số lớn nhất có hai chữ số. Bạn bao nhiêu? Một chữ số là số 9 nè. Rồi số mà số hai chữ số lớn nhất là số 99 nè. 9 cộng 9 là 18. Sai hả? Tôi nghĩ lại. 18 em chưa chốt nha. 18 xuống. Không nhiều vậy. Số lớn nhất có một chữ số là? Số 9. Vậy số liền sau nó là? Là 10. Số lớn nhất có hai chữ số là bao nhiêu? 98 cộng cho 10. Đúng vậy, 108 được chưa? Dạ. Bây giờ mới khóc nữa nè. Đừng. Em đừng có dậy nãy. Ai làm gì em? Không ai làm gì em chứ. Tôi hiền quá mà. Bây giờ nè, số liền trước của số nhỏ nhất có hai chữ số cộng với số liền trước của số liền sau số 101 là bao nhiêu? Số liền trước của số nhỏ nhất có hai chữ số là số 10. Nếu số trước nó là số 9 nhưng mà không phải, nó phải là số hai chữ số chứ. Tôi thích cái cách nghĩ nó quá. Không được. Nếu mà thích cách nghĩ của mình, vậy là mình nghĩ trật. Vậy thì mình đổi lại. Sao tôi ghét cách nghĩ nó ghê vậy đó. Ghét là mình đúng rồi. Trời ơi, nói chung là mấy cái câu hỏi này rối loạn tiền đình. Không phải. Thích. Thích không? Thích. Mệt. Mệt. Bây giờ mình được cái số đầu tiên là số mấy ta? Số 9. Quyết định vậy đi, mình chơi là chơi lớn, mình thua cũng chịu nữa. Rồi, số liền trước của số liền sau, 101, số liền trước nè. Ve về sẽ là 101. À, mình bỏ cái vế đó đi, là 100 cộng cho số liền sau. Số liền sau của số 100 là 101, 101 cộng cho 9, 110. Đúng. Oh yeah. Để cho tôi nói cho em nghe nha, em đúng nhưng mà em giải thích sai. Người ta hỏi là số liền trước của số liền sau 101 thì cái vế chính là vế đằng sau. Thì mình lấy cái số liền sau của 101 mình tính trước. Đúng rồi. Nó là 102. Thì số liền trước của 102 nó vẫn là 101. Đúng rồi, nó phải là cái số liền sau đó nó đi cùng với 101. Đúng vậy. Nhắc cái cụm đó ra đúng. Trời ơi, ủa có chắc tôi ngồi nhanh như chớp nhí không trời? Vậy đó. Nhức đầu á, đừng có câu nào nữa nha, vậy nữa nha. Giờ cho em tư vui lại. Cho em vui lại đi chứ em căng quá. Mình hỏi về con chim nha. Con chim được. Con chim được. Đố em con chim nào có sữa? Hết vui luôn á. A chim sâu, B chim bồ câu, C chim sáo sầu. Làm gì có sữa sáo sầu? Có xương sáo sữa đó. Ê, đang hình như là con chim bồ câu có sữa, đúng không Thiên? Sao trợn mắt chứ vậy? Trợn mắt là đúng. Con chim bồ câu. Đúng. Nó giống cũng chúng. Để mở vậy. Trời, hay thương mấy đứa nó nhảm lắm thiệt á. Để ý đi, nãy giờ nó nói gì cũng đúng hết trơn. Đúng nha em nha. Bồ câu là loài chim có sữa nha. Nó từ trong cuống họng nữa đó. Chưa được uống sữa đó. Rồi bữa nào đèn kêu bồ câu rồi hầm móc họng ra uống. Sang bị sai sống nhưng Sang luôn luôn suôn sẻ xoay sở xuất sắc trong muôn lướt sống. Bao nhiêu chữ X? X xì đúng không? Xuất sắc có một nè. Lướt sóng không có. Xuân sẻ không phải. Sang say sống ông không có luôn. Không phải. Say sống là hai chữ S. Ủa sao có một chữ ta? Ở nhà không biết hồi còn nhỏ có ngồi nói chuyện mình vậy không ta? Không có, em nói chuyện mình hoài. Say sẩm á. Say sẩm nữa là hai chữ. Tôi nể nó rồi. Không, gà cao nữa. Một thôi. Một lần thôi, cho em một lần thôi, em hứa. Nửa câu đầu thôi, em xin nửa câu, không xin nguyên câu. Sang bị say sống. Nó nói nó xin nửa câu quý vị nghe không? Tôi không hề làm hơn á. Bây giờ chắc chắn nó phải hơn một. Tại vì khi mà tôi nói một không ai phản ứng gì hết. Bây giờ tôi nói hai, có vỗ tay sơ sơ, hơi rớt. Ba thì sao nhờ? Vậy là không phải ba. Loại một với ba rồi. Hai. Giờ mà nó đỏ hoài lên. Yes. Kỳ thiệt đó.
Vị trí nào trên trái đất mọi hướng đều là hướng nam? Khoan từ từ, ổng phải ở một cái vị trí gọi là nhìn đâu cũng thấy hướng nam. Không có cái vị trí đó nằm đâu trời. À, cực nam hả? Không phải. Gần ra khu đó. Ơi dạ, mò nữa. Cực nam, nam cực. Sao? Nam cực hả Khoa? Chốt chưa? Chưa nha. Em đem nhìn ánh mắt của anh nam cực. Đâu giờ nhìn ánh mắt có đoán rồi sao? Ôi, lỡ rồi, trời lớn nè. Trời lớn nè. Bắt cực. Đúng. Sao đúng vậy? Ở cực bắc vĩ độ là cộng 90 độ. Nó là cái nơi xuất phát của mọi kinh tuyến. Vì vậy, tại cực bắc thì mọi hướng của nó đều là hướng nam. À, hay quá. Câu này dễ thở nè, dạ. Dễ thương nè. Nếu như ngày hôm qua là 3 ngày trước của ngày thứ 6 thì ngày mai là ngày mấy? Câu này dễ thở nè, dễ thương nè. Rồi ok nè, bắt đầu nha. 3 ngày trước của ngày thứ 6 là thứ 5 nè, thứ 4 nè, thứ 3 nè. Ủa rồi, câu hỏi là gì? Ngày mai là ngày nào? Hôm nay thứ mấy? Hôm nay là thứ 4. Rảnh nè. Ý da, cái gì cái từ đúng rồi. Ở đâu nó cũng có khe hở, đang ai cho chứ cái con ngự ngu quê như vậy nè. Ngày mai là ngày thứ 5 đúng không? Lên. Tại sao từ nãy giờ vẫn tồn tại? Mệt lắm. Tiếp tục. Ba bạn là đào mai lan, trồng ba loại hoa, đào lan mai. Người trồng hoa đào nói với bạn mai: chúng ta không có ai trồng hoa trùng tên hết, ai trồng gì nói. Rồi ok, bắt đầu. Xin ơi, cho em mượn đi chiếu với cái mùng. Đợi xíu, thì phân tích nhanh lắm. Ủa, người trồng đào nói với bạn mai, à không ai trùng tên hết, vậy quỷ đào sẽ không trồng đào nè. Đào nó trồng mai hay lan ha? Ừ, hết giờ, xuống. Đào nó trồng lan, mai nó trồng đào. Sai. Hồng lan nó không trồng lan. Sai rồi. Người trồng đào nói với mai: người trồng đào thì chắc chắn sẽ không thể trồng đào, thì người trồng đào chỉ có thể trồng mai hoặc trồng lan. Mà nếu người trồng đào mà trồng mai thì tự nói là không được. Đúng rồi, là thì người trồng đào bắt buộc là con lan. Lan. Bà lan. Đúng rồi, thì bà lan bà trồng đào. Bà lan bà trồng đào thì suy ra bà đào trồng bà đào mai. Trồng mai. Bà mai trồng lan. Ồ đúng rồi, thiếu cái đó chứ. Được không? Ngon lành. Dễ. Yeah. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20h chủ nhật hàng tuần trên kênh V Giải Trí. Tải ngay VOn để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền, những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng VOn.